xin được chúc mừng và trân trọng kính mời doanh nhân Phạm Thị Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quốc tế và thương mại TNL. Sau hơn 6 năm dẫn dắt đội ngũ TNL vượt qua rất nhiều khó khăn, doanh nhân Phạm Thị Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quốc tế và thương mại TNL đã khẳng định được khả năng lãnh đạo xuất sắc để đưa TNL ngày một phát triển. Không chỉ là doanh nhân, là cô giáo đưa đò giúp các em chấp cánh ước mơ du học tại xứ sở Hàn Quốc, mà bà cũng luôn nhiệt huyết trong các hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi xin phép được mời hai vị đại biểu sẽ cùng với quý doanh nhân của chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm. Kính thưa quý vị, và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt cho các doanh nhân xuất sắc nhận được biểu trưng của chương trình. Và một lần nữa xin được cảm ơn, chúc mừng và mời các doanh nhân sẽ quay trở về hàng ghế vinh dự của mình.